Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Theo đó, thì cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định của nhà nước để công ty Sinh Thái Xanh, công ty Cây Xanh Hà Nội và ông Nguyễn Tuấn Nghĩa là các công ty cá nhân có mối quan hệ thân thiết với ông Nguyễn Đức Chung được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018. Từ đó được hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Trước đó, thì ông Nguyễn Đức Chung liên quan đến 3 vụ án hình sự. Sau phiên tòa phúc thẩm sai phạm về đấu thầu liên quan đến công ty Nhật Cường hôm 13 tháng 7, ông Chung chấp hành tổng hình phạt là 12 năm tù.